Đô Dương Thị Cúc ở Việt Yên, Bắc Giang mang trang phục trắng. Gặp Đô Dương Thị Duyên ở Yên Thế, Bắc Giang mang trang phục xanh. Mời hai đô vào giữa sới. Điều khiển trong trận đấu, trọng tài Dương Thị Hiền, trọng tài chống Dương Văn Thực. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trọng tài. Trận đấu bắt đầu. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Thôi, ngoài sới, đỏ một, đỏ một điểm. Mai đô thi đấu giữa sới, trận đấu tiếp tục. Đỏ tiếp tục 2 điểm ngoài sới. Mai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Ngoài sới. Đỏ tiếp tục 1 điểm. Mai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Đỏ 2 điểm. Tiếp tục 2 điểm. Thôi, ngoài sới. Mai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Đỏ 2 điểm. Vào giữa sới. Chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Ở trận thi đấu vừa qua ở hạng cân 62 kg, Đô Dương Thị Cúc đỏ thắng